Nếu các em có thích bộ đồ chơi này thì các em hãy comment ở phía dưới, ghi cho anh thật là chi tiết số điện thoại, địa chỉ và tên người nhận. Anh sẽ gửi quà cho các em qua đường bưu điện nhé. Rồi, rất mong các em nhận được những món quà mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Chào mừng các bé đến với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Nhâm chia sẻ với các em một bộ đồ chơi xếp hình Lego Ninjago nhé. Nhưng mà phiên bản này do nó rất là đặc biệt ở chỗ nào? Rồi anh sẽ phân tích cho các em nhé. Thứ nhất là tất cả các bạn hộp đều là màu trắng này. Với cái thứ hai đó chính là phiên bản đặc biệt, đó chính là dành cho bé từ 6 đến 12 tuổi, nhưng mà các bạn này có những đến 110 miếng ghép luôn. Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là họ rất là giống nhau nhưng mà các bạn khác nhau. Anh sẽ cho các em xem là khác nhau chỗ nào nhé. Đây nè, các em thấy không? Hình khác nhau hoàn toàn luôn này. Hai con rồng khác nhau, đúng không? Các em nhìn rõ không nào? Đấy, chỉ có tất cả là, và đặc biệt đó chính là tất cả các bạn này chỉ có một màu. Chỉ có một màu, đó chính là màu vàng, là vàng chủ đạo. Rồi lát nữa mình sẽ khám phá xem là tất cả các bạn ấy có những gì đặc biệt nha. Nếu các em có thích bộ đồ chơi này thì các em hãy comment ở phía dưới, ghi cho anh thật là chi tiết số điện thoại, địa chỉ và tên người nhận. Anh sẽ gửi quà cho các em qua đường bưu điện nhé. Rồi rất mong các em nhận được những món quà mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp ra nhá. Khám phá từng bạn một đi. Mở muốn xem quà này các em này. Khác nhau chưa? Hai con rồng khác nhau này. Ninja cũng khác luôn ha. Đây, bạn này cũng thế. Các em nhìn thấy không? Hai con rồng này, con rồng này có râu này. Bạn này đâu có râu đâu. Bên đây không có râu luôn nè. Và ninja cũng khác luôn. Ok, action. Sẽ mở ra xem nào. Wow, em thấy đấy, bạn này là 110 miếng ghép nên vì vậy là bạn cũng rất là nhiều luôn so với những phiên bản khác. Và bạn này chỉ có một màu là màu chủ đạo, đó chính là màu vàng. Đó, có 3 hộp luôn nhá. Anh nghĩ rằng cái bộ đồ chơi này rất là khó lắp ghép bởi vì nó cùng một màu và rất là nhiều chi tiết là nhỏ, rất là giống nhau. Nên về vậy các em phải hết sức cẩn thận lắp ghép cho anh nhá. Và lát nữa các em sẽ chọn cho mình một bộ đồ chơi mới là thích nhất. Bây giờ mình sẽ khám phá là bạn này có bao nhiêu đây. À, cái màu đỏ này này. Cái màu đỏ này, có mỗi một miếng là màu đỏ thôi. Các em nhìn rõ không? Bé xíu này. Đấy, nó chính là cái giống như là cái mắt của con rồng vậy, đúng không? Rồi, đây ninja của chúng ta đây. Bạn đây nè. Đó, đây bạn ấy có kiếm này, và thanh đao này. Đấy, một cái to và một cái nhỏ ạ. Wow, dài quá trời. Đây các em gì này, thanh này nữa nè, và thanh này có hai thanh luôn, đúng không? Rồi, một hộp có 3 gói các em, và cùng một màu luôn là màu vàng. Bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá bạn tiếp theo xem là bạn có gì đặc biệt nữa nào. Bạn này là bạn rồng, rồng nó có râu nhé. Bạn trước thì bạn này là rồng không có râu nhưng bạn có mắt màu đỏ này. Đó, các em hãy lắp ghép phải thật cẩn thận nhé. Bây giờ anh sẽ cho các bạn này vào trước đã, rồi mình sẽ khám phá bạn tiếp theo. Anh không muốn bóc hộp ra bởi vì rằng là anh bóc ra rồi thì anh sẽ không gửi quà cho các em nữa. Anh luôn luôn gửi cho các em quà, những món quà làm mới chứ không bao giờ qua hạ sử dụng và xé ra bao giờ làm gì cả. Và tiếp theo đó chính là bạn này cũng 110 miếng ghép luôn nè. Bạn này dòng là dòng có râu nhá. Bạn này có cái râu này, hai cái râu luôn nè. Phiên bản này rất là đặc biệt và bên anh bán rất là tốt luôn đó. Hiện tại là chỉ còn có 4 hộp này thôi. Bữa trước anh nhập về rất là nhiều, bữa nay chỉ còn có 4 hộp này thôi. Các em phải nhanh tay mà nhận, chứ không thì anh không hứa trước được là anh sẽ có giữ được cho các em không nữa. La 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 la. Rồi, bạn này có mấy túi nè? Bạn này thì có 2 túi. Ôi trời ơi, sao bạn này nhiều kiếm và nhiều đao này. 1 thanh, 2 thanh, 3, 4, 5. Trời ơi, 5 cái thanh to. Và có đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, 6 thanh to và một cái thanh nhỏ nè. Khủng quá trời luôn à. Đây kiếm này chắc là kiếm của ninja rồi. Để anh xem qua cái hình nhân này. Đúng rồi, 6 thanh này là thanh kiếm này cho bạn rồng này.
và một thanh là cho bạn ấy đang cầm ở trên tay này. Bạn này phiên bản rất là nhiều kiếm và bạn này chỉ có hai túi, nhưng mà dù sao bạn cũng được là 110 10 mới ghét, cũng không có gì là thất vọng cả. Đây các em thấy đấy, phiên bản này rất là khó lắp ghép nhá, anh nghĩ rằng là khó lắp ghép nhất từ trước đến nay của kênh anh luôn đấy. Mình sẽ xem lại xem nào, đây cùng một màu luôn, bạn này lắp ghép lên rồi, hình bản rất là đẹp lung linh luôn đấy. Đấy các em thấy nè. Rồi mình sẽ đi vào khám phá bạn tiếp theo xem nào. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Bạn tiếp theo. Đây các em nhìn thấy này, các bạn khác nhau chưa? Rất là khác nhau đúng không? Con rồng cũng khác luôn này. Con rồng của bạn tiếp theo anh giới thiệu đó chính là bạn này. Bạn này không có râu luôn nhá. Bạn có móng vuốt này. Ôi, bạn này cũng rất là nhiều kiếm luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và thanh kiếm sau bạn này có một cái đuôi nữa này. Rất là dài. Phiên bản này khác nhau hoàn toàn luôn nhá. Nhìn qua thì rất là giống, nhưng mà các bạn không giống nhau một chút nào đấy. Xem nào, bạn này có bao nhiêu miếng ghép đây. Bạn này cũng 110 miếng ghép. Xem nào, anh sẽ mở ra nhé. Ôi, tất cả các bạn cùng một màu luôn. Bạn này thì có 3 gói. Chúng ta hãy tìm nhân vật chính chúng ta, đó chính là Ninjago đây rồi. Đó, mình sẽ để hình ở đây. Đây là Ninjago này. Đấy, anh muốn đi tìm. Đây, cái bộ kiếm của bạn đấy đây. Rất là nhiều, nhưng mà kiếm của bạn này là kiếm bạn này là bạn hơi nhỏ một chút, không lớn như bạn trước. Kiếm này là kiếm nhỏ và chúng ta phải lắp ghép xếp vào nhau. Trời, có mỗi một màu là màu xanh nước biển. Bạn này là màu xanh nước biển, là rồng này là rồng khác. Bạn trước là bạn màu đỏ thì bạn này là màu xanh nước biển, màu này màu xanh ngọc thì đúng hơn đấy. Có 3 gói, một gói này. Ôi trời ơi, toàn cái chi tiết nhỏ xíu này mà lại giống nhau nữa thì lắp làm sao đây. Chắc là vụ này anh không nhận rồi, phải nhường cho bé lắp thôi, khó quá trời rồi. 3 gói luôn này. Đấy, tờ hướng dẫn, xem tờ hướng dẫn nó hướng dẫn như nào này. Các bé lắp ghép ok mà, đâu có gì mà phải khó khăn đâu, bởi vì chúng ta đã có cái tờ giấy này rồi nè, họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta rất là chi tiết. Rồi vậy là bộ này bạn bạn thứ ba. Tiếp theo là sẽ là bạn cuối cùng, bạn thứ tư. Bạn này là bạn dòng cuối cùng này trong cái bộ sưu tập của anh ngày hôm nay. Các em thấy anh có nhiều đồ chơi không? Rất là nhiều luôn đúng không? Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh nha. Rồi, đây là bạn này là bạn dành cho bé từ 6 đến 12 tuổi này, có 110 miếng ghép. Bạn này có bao nhiêu cái? Bạn này rất là ít kiếm, 1 2 thanh, 3 3 thanh kiếm thôi. Và đằng sau bạn có một cái đuôi rất là dài. Bạn này rồng này là rồng này, mắt hình như là mắt màu xanh ngọc ha. Phải không ta? Nó là mình khám phá xem nào. Bộ đồ chơi này là bên anh là bán được nhiều nhất luôn đấy, rất là nhanh tiêu thụ luôn. Trời, anh không hứa trước được, anh có giữ được cho các em không, còn có 4 hộp thôi à. Sắp tới anh sẽ nhập rất là nhiều về để còn tặng quà cho các em nữa chứ. Sắp tới anh cũng sẽ bốc quà cho fan của anh ở đó. Mình sẽ mở ra xem nào. Phiên bản này rất là đặc biệt đúng không các em? Tất cả các bạn hộp màu trắng mà là miếng ghép là toàn là màu vàng mà thôi. Và đặc biệt đó chính là cũng có tất cả là 110 miếng ghép. Đây này, anh muốn đi tìm cái mắt của con rồng ấy mà. Cái màu gì vậy ta? Thôi, đây này. Đây chính là Ninjago của chúng ta đây. Rồi, rất là màu, rất là giống nhau.
Ngoài ra đây chính là những miếng ghép mà để chúng ta lắp cho cái con rồng này nè, cho bạn ấy cưới đó. Đấy, con bạn cuối cùng đây là hộp này, là hộp này là cũng là mắc chi tiết cho bạn rồng, nhưng mà anh cũng không hiểu rằng là tại sao nó có một miếng màu đỏ này, nó ở vị trí nào vậy ta, rất là lạ đúng không? Đó, anh đang tìm màu xanh ngọc chứ không phải là màu đỏ, tại sao một màu đỏ vậy trời. Rồi, bộ này rất là đặc biệt, ba gói. Hey, nhìn qua rất là giống nhưng mà không biết là chọn có giống hay không. Các em hãy tinh mắt giúp anh nhé. Bây giờ là anh sẽ cất đi và giới thiệu cho các em bốn bạn xem bạn khác nhau nhé. Ôi trời, ngày nào cũng ra đồ chơi thế này mệt quá. Anh giỡn thôi. Hai bạn này, các bé nhìn thấy không, con rồng khác nhau hoàn toàn luôn đó. Ninjago này rất là đặc biệt quá. Đây, hai đôi bạn rồng này khác nhau, có tất cả là bốn phiên bản khác nhau nha, toàn là màu trắng thôi và xếp ra thì toàn là màu vàng. Nhìn bên ngoài hộp các bạn rất là đẹp và lung linh đúng không? Rồi, rất mong các em nhận được những món quà mới nhất từ kênh Shop Có TV và nhớ ủng hộ kênh cho anh nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.